Sau đây chúng ta sẽ đi vào chi tiết của bài Neo đậu bến quê của cố nhạc sĩ An Xuyên. Trước khi đi vào chi tiết, Dương muốn đính chính lại một cái việc mà các bạn vẫn thường nhầm lẫn thời gian gần đây, đó chính là cái bài Neo đậu bến quê này đã được hai người anh của Dương, đó là anh Hoàng Anh và anh Minh Dương, cũng tên là Minh Dương, đã chơi trước và chơi rất hay. Anh Minh Dương đó là anh Đỗ Minh Dương, là con trai của nghệ sĩ ưu tú Đức Liên, còn mình là Minh Dương, dạy ở trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Các anh ấy đều là những người anh của mình và là thế hệ trước thì gồm có anh Hoàng Anh, anh Ngọc Anh, anh Đồng Quang Vinh, anh và anh Minh Dương, một số anh nữa, anh Xuân Trung, vân vân. Thế hệ sau thì mình là những thế hệ sau của các anh ấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu đầu tiên luôn, đó là câu Rê là sòn. Rê, nốt rê đầu tiên các bạn luyến luôn từ đồ lên. Đó nhá. Rê luyến từ đồ lên và nốt la thì luyến từ si xuống. Đó nhá. Tiếp theo nốt rê tiếp theo cũng vậy. Si là rê là. Đó, nốt son này thì son la son. Nốt son ta sẽ rung. Đó, lại cả câu này. Rê là rê. Rê là thì các bạn tất cả hai nốt la này các bạn đều luyến từ si xuống. Đó, xong lại là rê mí thì cái là rê mí này thì chúng ta sẽ lấy. La sẽ là giọt la. Rê mi. Đó, rất nhiều các kỹ thuật. Các bạn phải hiểu đơn giản một cái bài càng hay thì lại càng nhiều kỹ thuật ở trong đó. Đó. Câu tiếp theo là mi sót. Đó. Đó, nốt la đầu tiên thì từ si xuống. Sang đến nốt mi thì từ rê lên. Rê mi. Là rê mi 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 rê mi sol. Đó. Rê đánh những nốt rê xong lại qua mi và lên sol. La đầu tiên thì từ nốt son lên, nốt la cuối cùng thì lấy la úp xuống mi rồi rê mi rê. Đó, rê lấy rê một cái nữa. Đó, ai đưa tôi qua đó như vậy, người ta hát như vậy. Tiếp la la son la do la. Đó, thì nó la lại từ son lên, nó la thứ hai lấy xuống nốt son. Đó, la từ nó son lên đấy. Xong lại.
đổi bình thường mà nốt la ta lại luyến từ nốt son này. Son son la mi re 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 fa son đó. Được chưa? Tiếp nốt la này thì lại re thấp la. Đó, nhưng mà ta sẽ không đánh lưỡi. Nó son đầu tiên các bạn từ re lên. Re son xong vuốt lên lá rồi lấy. Nốt re này từ đến mi xuống. Re son fa fa. Rất nhiều kỹ thuật, càng hay thì lại càng khó. Đó. Mi mi re la re mi son, nốt mi từ nốt re lên, re re mi, nốt mi xong lại lấy, la từ si xuống. Son thì từ mi lên. Re re mi re la re mi mi son. Đó. Là hết cái đoạn. Mở đầu tiếp theo đấy là cái đoạn điệp khúc. Son la son re son la đô. Đó. Nó son đầu tiên từ re lên. La này, re son này, re son, sau đó từ son này luyến lên la và lấy. Đấy, các bạn hiểu chưa? Son la tai ta la đô. Nốt hoa mỹ nhưng mà lấy. Đó. Tiếp. La son la re son la re. Đó. Đó re. La thì các bạn luyến từ son lên. Nốt re thì re mi re. Bạn mở nốt pha tăng này ra để cho lên re mi re nó thật ngọt ngào. Không thì nếu bạn đã không lên được nốt re đó một cách thẳng như vậy thì ta lấy từ nốt đô lên. Đô re. Tiếp. Câu tiếp theo cũng giống như vậy. Son la son re son la la son la re son la re. Cũng như vậy. La si si, la re si, la son la re. Si này không phải là si giảm mà là si bình nhé. Tai đi. Rồi bình thường. Đó, la ta lấy. La si si, la re si. La để lấy xuống son, chẳng lại kéo trở lại la lại lấy xuống, xong lại mi để. Mi re xong lại lấy re. Mi re
son fa son son la la. Son fa son fa. Được chưa ạ? Xong vậy luyến lên son. Son son fa son fa này, kéo lên son này, xong lấy rền này. Xong lại luyến tiếp lên lá. Đó. Tiếp re fa 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 son fa la. Re fa fa thì các bạn thổi bình thường. Te a ta fa thì từ đốt son xuống. Đó, đánh lượn vào nốt son và úp xuống không hết nốt phà. Đó, có nên là nốt phà nó không được vang lên, gần như là biến mất một chút thôi. Đó, giống như một cái câu ví dặm của Nghệ An ấy, rất là chất nghệ đó, rất là ví dặm ấy. Đó, pha này xong rồi lấy rền này, xong rồi úp lại pha này, xong rồi rê lại. Rê cũng lấy lên xong xuống là. Đó là xin lỗi là rê pha son. Nốt son cuối cùng từ nốt pha lên. Xong lại lấy lên. Là rê pha son. Fa son fa do re. Son xong lại re re fa son. Đó, nốt re này thì đấy, re fa son fa re. Đó, toàn bộ cái bài có một cái câu hò ở cuối nữa. Đó. Son son la son re. Son thì các bạn lấy từ re lên. Đó, thế son son. Dồn trọng âm một nốt son đằng sau. Luyến lên la và lấy. Son re. La de si ở luyến xuống la và lấy. Tiếp son la 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 son vào rề. Đó, nốt son thì các bạn luyến từ la xuống. La son không lại son la. Son la 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 son vào rề lấy rề. Rê son là đô rê. Đó, rê son xong lại la này. Đô rê. Đó, rất là chất nghệ. Tất cả những cái nốt mà rung từ nhỏ kéo lên cái nốt chính là ta phải rung rất là sâu để mới ra được cái chất Nghệ An này, chất ví dặm này. Ví dụ như là pha pha người ơi, đó hát vậy. Đục trong pha. Rất nhiều những cái nốt như vậy, đó là toàn bộ cái bài theo đầu bến quê này. Rất nhiều những cái kỹ thuật, mình cũng chỉ mong muốn các bạn chơi được tốt cái bài này, làm được chỉ cần 80% thôi là cũng đã rất là tình cảm rồi. Có những cái kỹ thuật khó quá thì các bạn không nên học theo, mà ta chỉ cần chơi đúng nốt thôi. Đôi khi hay nó không phải là nhiều kỹ thuật, mà nó hay là cái sự mộc mạc, nó cũng là một cái cách thể hiện
khác cũng cảm thấy rất là hay, không nhất thiết là phải chơi nhiều ngón gỗ lánh như như mình đó. Hãy chơi bằng bằng chính cái cảm nhận của các bạn, chơi nó mộc mạc đơn sơ thôi, tiếng sáo mộc mạc cũng là một tiếng sáo rất là hay. Đó là chúc các bạn hoàn thành tốt được cái bài Neo đậu bên quê này, cũng như là đa phần các bạn rất là yêu thích cái bài này.